dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thái, Việt Nam sẽ gặp khó trong chuyến làm khách đến sân của Malaysia. Truyền thông xứ Chùa Vàng dự báo chuyến làm khách đến Malaysia sẽ lành ít dữ nhiều với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà đội tuyển Việt Nam gặp những tổn thất lớn về nhân sự. Cuối tháng 3 tới, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức quay trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ. Đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng G và cũng là các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Việt Nam sẽ có chuyến hành quân đến làm khách của đối thủ từng thua họ trong trận chung kết AFF Cup 2018 Malaysia. Báo giới Thái Lan cho rằng Rồng Vàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến đi này bởi ông Park thiếu vắng tới hai cầu thủ trụ cột quan trọng. Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31 tháng 3 với sự thiếu vắng của hai trụ cột Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Trọng Hoàng vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng trước đó, còn Đình Trọng bị treo giò vì thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2020 vừa qua. Việc thiếu vắng hai cầu thủ này khiến đội bóng của huấn luyện viên Park gặp khó khăn trước Malaysia, bởi Trọng Hoàng, Đình Trọng đều là những cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo, CM Sport nhận định. Khác với Việt Nam, Malaysia có ba cầu thủ nhận án treo giò gồm Brendan Gan, Matthew Davies, Siafip Ahmad. Song bộ ba này đều được xóa án sau màn chạm trán trước đó vào hôm 26 tháng 3 với UAE. Hai năm về trước trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, dù chịu sức ép cực lớn từ hàng vạn khán giả chủ nhà, tuyển Việt Nam vẫn chơi xuất sắc và khiến Malaysia phải rất chật vật mới thu về kết quả hòa 2-2. Dù thiếu vắng Đình Trọng và Trọng Hoàng ở màn đối đầu sắp tới đây, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ không quá lo ngại bởi trong tay ông còn nhiều phương án tốt khác như Văn Thành, Văn Kiên, Hữu Tuấn, Thành Trung. Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm và nếu có một chiến thắng nữa trước Malaysia, cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ mở rộng hơn bao giờ hết cho đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam được gì khi đội U23 không dự Olympic? Thất bại của U23 Việt Nam ở giải châu Á đã giúp tuyển quốc gia có thời gian chuẩn bị nhiều hơn trước thềm AFF Cup 2020. Tháng 1 năm 2020, U23 Việt Nam bị loại tại vòng bảng giải châu Á, đồng nghĩa với thất bại trong mục tiêu giành vé đi Olympic Tokyo 2020. Thất bại này đặt dấu chấm hết cho chiến lược của đội U23 trong năm 2020. Đội U23 không còn giải đấu chính thức nào trong năm nay. Lứa 1997 của Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh cũng chính thức chia tay các giải trẻ khi đã hoàn thành giải đấu cuối cùng ở độ tuổi U23. Bản thân Bóng Đá Việt Nam cũng chịu tác động. Trước đó, Công ty Cổ phần Bóng Đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF từng đề ra hai bản thời gian biểu cho Bóng Đá Việt Nam trong năm 2020. Hai phương án xây dựng dựa trên việc đội U23 giành vé hoặc không giành vé đi Olympic. Sau thất bại của thầy trò Park Hang-seo, phương án không Olympic đã được khởi động. Tính riêng yếu tố thời gian, đây là phương án có lợi cho tuyển quốc gia nói riêng và V-League nói chung. Với V-League, lần đầu kể từ năm 2016, giải quốc nội không bị chia cắt bởi các giải quốc tế. Trước đó, V-League 2017 nghỉ hơn 2 tháng vì U20 World Cup, V-League 2018 nghỉ tương tự vì Asian Games, còn V-League 2019 chịu tác động vì vòng loại U23 châu Á, Kings Cup và hàng loạt trận vòng loại World Cup. Không còn quá nhiều giải đấu quốc tế xen kẽ. Các câu lạc bộ trong nước có điều kiện tập trung cho mùa giải quốc nội, họ sẽ không tốn quá nhiều nguồn lực để duy trì ngoại binh, trả lương cầu thủ. Họ có khả năng duy trì phong độ, sớm kết thúc mùa giải. Ví dụ, nếu có Olympic, tháng 7 và 8 chỉ tổ chức được 3 vòng V-League, không có Olympic, V-League chạy được tới 8 vòng. V-League đá càng nhanh thì càng kết thúc sớm, tuyển quốc gia càng có điều kiện tập trung cho cuối năm. Cuối năm cũng là thời điểm quan trọng nhất với Bóng Đá Việt Nam khi chúng ta bắt đầu vòng loại 3 World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Nếu có Olympic, các câu lạc bộ lớn sẽ liên tục chơi với cường độ khoảng 5 ngày mỗi trận, còn V-League sẽ kết thúc hôm ngày 26 tháng 10. Những đội tham dự Cúp châu Á hay Đông Nam Á như thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hà Nội hoặc Quảng Ninh còn đá nhiều hơn. Lấy câu lạc bộ Hà Nội làm ví dụ, nhóm tuyển thủ quốc gia của họ gồm Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh có thể đá liên tục 3 ngày một trận từ tháng 8 tới hết năm.
Chiều ngược lại, nếu không có Olympic, V-League sẽ bế mạc sớm một tháng từ ngày 27 tháng 9. Các đội bóng duy trì cường độ mỗi tuần một trận trong những khoảng thời gian dài. Còn đội tuyển Việt Nam có gần như trọn vẹn 3 tháng 10, 11, 12 để tập trung cho hai mặt trận lớn. Kể từ mùa xuân năm 2017, bóng đá Việt Nam lần đầu không có giải đấu lớn nào trước Tết âm lịch. Đó là quãng nghỉ cần thiết, quý giá của bóng đá Việt Nam sau 3 năm vận hành liên tục với cường độ cao nhất ở hàng loạt sân chơi lớn, World Cup trẻ, U23 châu Á, Asian Games và Asian Cup. Thông tin tiếp theo, tuyển Việt Nam chắc chắn gặp khó vì rời lịch V-League. Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 có thể diễn ra muộn 3 tuần so với dự kiến ban đầu, khiến nhiều câu lạc bộ chịu ảnh hưởng từ việc dồn lịch. Việc rời lịch thi đấu lại 3 tuần so với dự kiến ban đầu khiến nhiều kế hoạch của các đội bóng liên quan phải thay đổi. Đội tuyển Việt Nam cũng gặp khó khăn liên quan đến phong độ của các cầu thủ và cả kế hoạch tập trung chuẩn bị. Thời hạn mềm. Sáng ngày 3 tháng 2, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF, đơn vị tổ chức giải, đưa ra hai phương án rời lịch do ảnh hưởng từ virus corona. Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lùi thời gian khai mạc lại 2-3 tuần so với kế hoạch ban đầu. Với những diễn biến khó lường của đại dịch toàn cầu, phương án thứ hai nhiều khả năng được chọn. Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VPF, đây chỉ là mốc thời gian mang tính tương đối để các bên liên quan chủ động trong việc chuẩn bị. Chúng tôi đưa ra phương án để tạo tâm lý an tâm cho các câu lạc bộ. Thời hạn lùi lịch ra sao phụ thuộc vào diễn biến thực tế, chứ không thể nói trước. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng thông báo hoãn việc tổ chức vòng chung kết Futsal châu Á 2020 tới đây. Khi tình hình chuyển biến tích cực sẽ có thông báo. Đội Futsal Việt Nam thấy bối rối, không biết phải chuẩn bị như thế nào cho giải đấu, ông Tú chia sẻ. Trước diễn biến dịch khó lường, việc tiếp tục hoãn giải đấu có thể xảy ra. VPF chắc chắn phải điều chỉnh dồn lịch thi đấu với mật độ dài hơn ở các giải đấu mình điều hành để phù hợp với các hoạt động của cả hệ thống bóng đá, đặc biệt là ở giai đoạn FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt về vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia hôm 31 tháng 3, chỉ 3 tuần sau ngày khai mạc V-League 2020. Trước mắt, tuyển Việt Nam sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng bởi kế hoạch tập trung ngày 21 tháng 3. Tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng. Việc giải quốc nội bắt đầu muộn khiến các tuyển thủ không có nhiều trận đấu làm nóng cho mùa giải mới. Chuyên gia Phan Anh Tú, người có kinh nghiệm làm việc tại các đội tuyển quốc gia, khẳng định sẽ có những ảnh hưởng vì đổi lịch thi đấu. Chắc chắn phải có ảnh hưởng khi thay đổi kế hoạch bất ngờ. Tuy nhiên, mức độ đến đâu còn tùy thuộc từng người, ông nói. Mỗi cầu thủ cần thời gian bắt nhịp khác nhau, có người chỉ cần một trận, có người cần nhiều hơn. Các huấn luyện viên là người nắm rõ nhất khi làm việc cùng đội bóng, họ sẽ đưa ra phương án phù hợp với từng người. Việc dồn lịch thi đấu bù dẫn tới hệ lụy là các tuyển thủ bị bào mòn thể lực. Đội tuyển Việt Nam cũng thêm phần khó khăn trong khâu chuẩn bị cho trận đấu. Nguy cơ về chấn thương hoặc đảm bảo phong độ cũng tăng cao. Hiệu ứng có thể dẫn tới việc thầy trò ông Park đánh mất lợi thế trong cuộc đua tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ông Phan Anh Tú không lo ngại vấn đề này bởi ngay từ câu lạc bộ, từng cầu thủ đã có sự chuẩn bị về thể lực cho cả mùa giải kỹ lưỡng. 11 người ở đội hình xuất phát và huấn luyện viên sẽ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ở từng thời điểm. Đáng lo là một vài trường hợp chủ chốt như Quang Hải hay Tiến Linh. Tuy nhiên, với những cầu thủ đẳng cấp, họ có sự nhạy cảm hơn bình thường và sẽ tự điều chỉnh được, vị này nói. Ưu tiên quyền lợi đội tuyển. Theo quan điểm của ông Phan Anh Tú, quyền lợi của tuyển Việt Nam sẽ được ưu tiên hàng đầu và việc sắp xếp lịch thi đấu, các giải đấu trong nước phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của đội tuyển. Về phía VPF, ông Trần Anh Tú khẳng định sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình hệ thống giải chuyên nghiệp với mục tiêu tránh tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các đội tuyển quốc gia. Thông thường, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên các đội tuyển muốn có khoảng 3 tuần tập trung. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, tuy nhiên cần phải đặt vấn đề nếu tình trạng kéo dài quá lâu, chắc chắn các bên sẽ phải bàn bạc lại. Không thể để cả một hệ thống mùa giải bị ảnh hưởng như vậy. Về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh bày tỏ quan điểm ủng hộ các biện pháp phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh. An toàn và sức khỏe con người là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Những khó khăn từ việc lùi lịch thi đấu, chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, ông nói. Vị này cho biết, hiện VFF chưa chốt các phương án chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Iraq ngày 26 tháng 3. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam làm việc, chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra quyết định, ông Hoài Anh cho biết. Cảm ơn quý vị.
vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.